Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020, chương trình thời sự có những thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực phát thanh truyền hình. Các hiệp định thương mại FTA khơi thông vốn vào Việt Nam. Quốc hội Nhật Bản bầu ông Yoshihide Suga làm tân thủ tướng. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa khảo sát tiến độ thi công trường Trung học phổ thông Thiên Hậu Chương tại thị xã Kiến Tường do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ kinh phí đầu tư trên 130 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã thực hiện được 65% số lượng. Tuy nhiên, tình hình thời tiết mưa nhiều và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên bị chậm tiến độ. Nhà thầu đang tập trung nhân công hoàn thiện các hạng mục chính như phòng học, khối hiệu bộ, nhà đa năng. Tại buổi làm việc, đơn vị thi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thống nhất đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 sẽ hoàn thành các phòng học, sân trường chính, lắp đặt thiết bị, đảm bảo các điều kiện để đón học sinh vào học. Riêng các công trình phụ trợ, phấn đấu đến cuối tháng 12 cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, đây là ngôi trường chất lượng cao, đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc gia tại thị xã Kiến Tường. Do đó, các đơn vị liên quan cần phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thi công, nhưng phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và chất lượng để công trình sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Thưa quý vị, chiều nay ngày 16 tháng 9, vụ kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác quản lý, định mức, kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh truyền hình với các sở thông tin và truyền thông, sở tài chính, các cơ quan phát thanh truyền hình trung ương và các tỉnh thành trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có tổng cộng 72 cơ quan phát thanh truyền hình với 87 kênh phát thanh và 196 kênh truyền hình. Trong đó có 8 cơ quan do Trung ương quản lý và 64 cơ quan do địa phương quản lý. Tại hội nghị, các báo cáo viên hướng dẫn công tác quản lý sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình, hướng dẫn xây dựng phương án giá phát thanh truyền hình và hướng dẫn mức tạm thời truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất. Ngoài ra, hội nghị cũng giới thiệu về dự thảo tiêu chí, giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu và phương pháp xác định chất lượng đối với dịch vụ công, sử dụng ngân sách nhà nước, lĩnh vực thông tin tuyên truyền và dịch vụ sản xuất, truyền dẫn phát sóng chương trình phát thanh truyền hình. Thông qua hội nghị nhằm hỗ trợ các đài phát thanh truyền hình, các kênh truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan quản lý triển khai thực hiện các định mức theo đúng quy định. Sau sự cố sập đổ cổng, điểm trường tiểu học Khánh Yên Thượng, Lào Cai gây thiệt mạng 3 học sinh, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra ngay các trụ cổng trường học. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, nhiều đơn vị tư vấn khi thiết kế các trụ cổng xây gạch độc lập làm trụ đỡ cánh cổng bản lề quay đã bỏ qua thành phần lực lệch tâm tác dụng lên trụ và quạt tải bất thường. Nguy cơ xảy ra tai nạn rất lớn cho tính hiếu động của học sinh. Qua đó yêu cầu các địa phương thông báo đến các đơn vị quản lý trường học lưu ý công tác quản lý, giám sát học sinh, ngăn chặn các hiện tượng đu bám lên cổng trường, tường rào, đồng thời cần có thông báo rõ ràng, dễ nhìn đối với quy định cấm leo trèo, đu bám lên cánh cổng, trụ cổng. Tại Long An, sự việc sập cổng trường đã từng xảy ra tại trường trung học cơ sở thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ cách đây khoảng 10 năm, chính làm hư hại một số xe đạp của học sinh. Năm học 2011-2012 thì do cái sự cố là nhà xe tạm bị giông gió lớn rồi đưa đến là nó ngã, nó bị đổ sập, đưa vô cái phần cổng và cái cổng nó sẽ bị nghiêng và nứt. Năm học nào cũng trước khi khai giảng là kiểm tra lại cơ sở vật chất và làm những cái nào mà chưa chắc chắn, thấy không đảm bảo là tu sửa và hoặc là mình xây mới. Để học sinh đến trường là niềm vui, bên cạnh cổng trường em an toàn thì cơ sở vật chất trường học cũng như trang bị cho học sinh các kỹ năng sống luôn là mối quan tâm của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những lao động trên địa bàn tỉnh Long An bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được đào tạo nghề miễn phí ngay tại địa phương. Đây là chương trình nằm trong dự án của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức và Trường Cao đẳng Long An nhằm hỗ trợ những người trong độ tuổi lao động bị mất việc vì COVID-19 cần được đào tạo lại để chuyển đổi việc làm hoặc người chưa có việc làm. Thời gian đào tạo từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại trường Cao đẳng Long An với chuyên ngành đào tạo
hàng điện cơ bản. Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Không những được miễn hoàn toàn học phí khi học nghề, mà người lao động còn được hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú 500.000 đồng một tháng, hỗ trợ chi phí ăn trưa 80.000 đồng một ngày và học bổng sau khi hoàn thành khóa học trị giá 100 euro, tương đương 2,7 triệu đồng cho mỗi học viên. Thưa quý vị, động vật hoang dã quý hiếm nằm trong danh mục không được phép mua bán, cần được bảo vệ. Vì vậy, trong những năm qua, người dân huyện Tân Hưng đã nhận thức được điều này, nên tình trạng mua bán tràn lan động vật hoang dã không còn. Hàng năm, hạt kiểm lâm liên huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng đều mời các tiểu thương bán các loại động vật ở chợ huyện, làm cam kết không vi phạm các quy định của nhà nước về cấm mua bán các loại động vật hoang dã, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền người dân phải chấp hành tốt chỉ mua bán các loại thuộc nhóm động vật hoang dã được gây nuôi, có địa chỉ rõ ràng và được cơ quan chức năng cấp phép mua bán. Như vậy, trong vài năm trở lại đây, Tân Hưng không phát hiện và xử lý các vụ mua bán động vật hoang dã không có nguồn gốc rõ ràng. Vào khoảng 18 giờ 15 phút tối qua, ngày 15 tháng 9 năm 2020, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 95 đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, làm thiệt hại 2 mô tô. Thông tin ban đầu được người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà này cửa đang khóa, không có người ở nhà. Hai xe chữa cháy của Công an tỉnh Long An cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an tỉnh, Công an thành phố Tân An, Công an phường 3 đã có mặt hỗ trợ chữa cháy. Đám cháy sau đó đã được khống chế và dập tắt. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra. Chính phủ chưa ban hành Nghị định 107 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014 ngày 4 tháng 4 năm 2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức các sở trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nghị định lần này cũng chia làm hai loại tương tự như Nghị định cũ, gồm các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương và các sở đặc thù. Tuy nhiên, Nghị định 107 có sửa đổi bổ sung một số nội dung nhưng không mang tính đột phá như dự thảo Nghị định ban đầu đưa ra lấy ý kiến với phương án sáp nhập hợp nhất một số sở ngành. Theo đánh giá gần đây nhất từ Ngân hàng Thế giới VKB, Việt Nam đang có những lợi thế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, chi phí sản xuất cạnh tranh, vị trí tốt ở Đông Nam Á, hiệu quả kinh tế mạnh mẽ và tiêu thụ nội địa tăng nhanh. VKB đã xếp Việt Nam đứng thứ 70 trong 190 quốc gia trên toàn thế giới về mức độ dễ dàng kinh doanh của năm 2020. Tính đến đầu tháng 9 năm 2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 19,5 tỷ đô la Mỹ. Trong số 1.797 dự án được cấp phép mới, số vốn đăng ký đạt 9,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy những chính sách thu hút đầu tư thế hệ mới đã dần phát huy hiệu quả. Tại các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, lợi thế quỹ đất sạch lớn, hàng loạt khu công nghiệp với hạ tầng hoàn chỉnh đã được hoàn thành để chờ đón nhà đầu tư. Các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết với Nhật Bản, châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu rất có lợi cho việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Bên cạnh đó, những phản ứng nhanh chóng cũng như giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trong dịch COVID-19 đã làm gia tăng chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Chỉ tính riêng doanh nghiệp châu Âu, chỉ số niềm tin môi trường đầu tư và kinh doanh đã tăng mạnh từ 27% trong quý 1 năm 2020 lên 34% trong tháng 4 và giữ ổn định đến nay. Hiện đã có hơn 30% doanh nghiệp châu Âu tiếp cận chính sách hỗ trợ do giảm thuế chi phí thuê đất. Theo thông tư từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, 11 hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi, sẵn sàng cho việc công bố kết quả thi vào 0 giờ ngày hôm nay theo đúng kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được chia thành hai đợt thi. Trong đó, kỳ thi đợt 1 diễn ra các ngày 9 và 10 tháng 8 với sự tham gia của 900.000 thí sinh. Kỳ thi đợt 2 diễn ra các ngày 3 và 4 tháng 9 với hơn 26.000 thí sinh dự thi. Toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi ở cả hai đợt thi được thực hiện tương tự nhau. Đề thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, công tác thanh tra giám sát được tăng cường. Để bảo đảm công bằng cho các thí sinh dự thi ở cả hai đợt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020. Thưa quý vị, điều lệ mới của trường tiểu học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 4 tháng 9 năm 2020 tại thông tư 28/2020/TT-BC-DDT có hiệu lực ngày 20 tháng 10 năm 2020.
Theo đó, giáo viên sẽ không còn bị cấm sử dụng thiết bị di động trong giờ dạy nữa. Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng các loại bánh Trung Thu đã xuất hiện ồ ạt với nhiều chủng loại. Năm nay, trên khắp các chợ online, loại bánh Trung Thu, trứng chảy hay còn gọi là bánh trứng chảy đang liên tục gây sốt thị trường. Tuy nhiên, người dùng cần phải cảnh giác với những loại bánh mà không hề biết nguồn gốc thật sự của sản phẩm. Bấm từ khóa bánh trứng chảy trên Facebook cho ra rất nhiều trang bay và trang cá nhân bán với giá chỉ từ 69 đến 79 ngàn đồng, một hộp 6 chiếc. Dạo một vòng qua các chợ mạng mới thấy mức độ hot của loại bánh này. Khi nhiều chủ hàng quảng cáo có cánh, bánh về đến đâu hết đến đấy, mua nhanh không hết hàng, bánh Trung Thu thượng hạng. Mới đây, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã bắt giữ vụ vận chuyển hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa, trong đó có một lượng lớn bánh Trung Thu trứng chảy, kẹo, các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Trung Thu. Điều đáng nói, toàn bộ số bánh kẹo này không có bất cứ giấy tờ nào của cơ quan quản lý chuyên ngành chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Những ngày mưa hoặc ban đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát môi trường kiên quyết xử lý và phát hiện, không để những hàng hóa không rõ nguồn gốc vào thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đường đi của các cái hàng hóa mà chưa rõ xuất xứ nguồn gốc này thì thường thường là được thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch của biên giới và được các chủ thu gom và vận chuyển sâu vào trong nội địa qua các đường từ biên giới về. Hàng hóa này đã thường chuyển về các ấy công cho một số đầu nậu ở trong thị trường trong nội địa và sẽ phân phối qua các kênh, các cửa hàng nhỏ lẻ cho nên khắp địa bàn có thể bán được. Đối với các loại bánh Trung Thu nhập khẩu, khi bán ra phải có tem phụ bằng tiếng Việt. Đơn vị nhập khẩu phải chứng minh nguồn gốc hóa đơn, tờ khai nhập khẩu, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới có thể đảm bảo đối với người sử dụng. Thế nhưng, với những chiếc bánh mua trôi nổi ở thị trường thì không có bất cứ giấy tờ nào, thậm chí là hàng sử dụng. Về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, tất cả các loại bánh nướng, bánh dẻo được sản xuất và lưu thông trên thị trường Việt Nam thì đều phải có công bố. Đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc này thì nó rất nhiều chủng loại nhưng mà đối tượng chỉ khai báo hoặc là có một cái công bố của một sản phẩm nào đó và nhập nhèm sử dụng cái hóa đơn chứng từ để nhập nhèm và để che mắt, để trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan kiểm tra. Qua các vụ bắt giữ gần đây cho thấy, thủ đoạn chung mà các đối tượng mua bán hàng online thường sử dụng để tiêu thụ hàng lậu là rao bán trên mạng khi khách đặt hàng mới gửi ship. Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, thay vì buôn bán rầm rộ, chủ hàng chỉ tập kết với số lượng nhỏ lẻ, trị giá chỉ vài chục triệu đồng, nhưng việc nhập hàng diễn ra gần như đều đặn. Thì phải nâng cao cái trách nhiệm. Và trong đó là gì? Là từ trách nhiệm vừa kiểm tra hàng hóa, vừa kiểm soát hàng hóa từ cả chất lượng cho đến giá trị tập kết. Và phải cung cấp những thông tin, cung cấp những cái vấn đề liên quan đến quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Do hình thức bán bánh trứng chảy này thông qua con đường thương mại điện tử, thế nên trước hết, người tiêu dùng tránh chạy đua theo phong trào, mua hàng trên mạng. Nếu mua bánh trứng chảy, cần chú ý tìm mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Có như vậy mới tránh được việc mua phải sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Trung Thu này. Thưa quý vị, đêm qua ngày 15 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 5 và có tên quốc tế là Noun. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, với gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đây là phần cập nhật tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Long An. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay và trưa chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh vào ngày mai là từ 31 cho đến 33 độ và thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Về tình hình thủy văn, vào lúc 7 giờ sáng mai, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở trạm Mộc Hóa là 0,71m, tại trạm Tân Hưng là 1,32m, tại trạm Vĩnh Hưng là 1,11m,
và 1m43 là mực nước được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1m. Riêng khu vực phía Nam tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 1m06, còn ở trạm Bến Lức cũng được dự báo ở mức 1m03. Trong ngày mai sẽ có 2 lần xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 5 giờ cho đến 7 giờ và từ 16 giờ cho đến 18 giờ. Và đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 5 giờ cho đến 7 giờ. Phần tin tiếp theo của chương trình gồm những nội dung đáng chú ý sau: nuôi bò sinh sản cho thu nhập ổn định, Quốc hội Nhật Bản bầu ông Yoshihide Suga làm tân thủ tướng, bên cạnh nuôi bò vỏ béo được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao, thì nhiều hộ nông dân ở xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh lựa chọn nuôi bò sinh sản. Hướng đi này cũng cho thu nhập cao và ổn định. Chị Phạm Hồng Cúc ở xã Nhân Ninh, huyện Tân Thạnh chủ yếu nuôi bò để bán giống chứ không bán thịt, nên thu nhập ổn định vì nhu cầu giống bò hiện nay rất cao. Hiện một con bê con khoảng 5 đến 6 tháng tuổi được bán từ 14 đến 16 triệu đồng tùy từng thời điểm. Nuôi thịt thì cũng được, nhưng mà đòi hỏi là cái công của mình á, mình không có thời gian để mà mình nuôi lên thịt. Tại vì khi lên thịt nó tầm khoảng từ 20 tháng độ lên, nó mới có được cái con bò mới ra thịt được. Còn như mình bán ngá thì khi mà con bò nái nó sanh ra thì chỉ cần 5 hoặc 6 tháng là mình đã ra rồi. Mình bán rồi nó đã có lợi nhuận rồi. Thì do ra tùy theo cái mỗi người thôi. Ví dụ như mình có thời gian thì mình nuôi thịt, còn không có thời gian thì mình bán ngá. Nhưng đối với bản thân tôi thì tôi thấy bán ngá thì nó có lợi nhuận hơn. Đến nay địa phương đã hình thành tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản với 22 thành viên, được hỗ trợ vốn và kỹ thuật. Hiện giống bò ngoại Charolais Pháp Kem và Angus được tổ hợp tác chọn nuôi sinh sản. Hợp tác này được là thành lập nay là cũng 5 năm và cũng còn duy trì đến hôm nay, sinh sản rồi để bán con giống rồi, chứ không nuôi là từ nguồn cỏ tự nhiên trồng ở tại xung quanh vườn. Cái này thì nuôi này thì nó cũng nhàn hơn với thịt, tại vì cái này từ nguồn cỏ tự nhiên không à, không có cho ăn thức nhiều. Thì vốn của hợp của tổ hợp tác á, khoảng được 1.2 tỷ, nghĩa là khoảng 45 con bò là góp vốn xây dựng trong 22 hộ này á, thì được 30 triệu. Thì lấy 30 triệu này có nghĩa gì, dần xây dựng, ví dụ hộ nào có khó khăn về bò đó là cái cho hộ đó, cho gia hộ đó mua từ 1 đến 2 con bò B, con B hay bò bò mẹ để đầu tư vào cái sinh sản sau này để góp phần trong công chuyện giải quyết việc làm tại địa phương. Mô hình nuôi bò sinh sản tuy không mới nhưng hiệu quả kinh tế mang lại là không thể phủ nhận. Đây được xem là hướng đi phù hợp với nhiều hộ nông dân bởi chi phí đầu tư thức ăn thấp, tận dụng hoàn toàn từ cỏ và phụ phẩm nông nghiệp.